những động vật quái đản bị tuyệt chủng thời xưa. Lịch sử trái đất từng chứng kiến sự có mặt của nhiều loài động vật, nhưng cũng có những loài hoàn toàn bị tuyệt chủng với các lý do khác nhau. Hãy cùng Lina's Blog điểm qua một số loài vật có hình dạng kỳ lạ từng tồn tại trên trái đất qua video sau đây nhé. 1. Ngựa Kaga. Được xem là loài động vật đã tuyệt chủng nổi tiếng nhất của châu Phi, ngựa Kaga có thân hình nửa vằn thân trước. Ngựa Kaga đã từng sinh sôi khá nhiều ở châu Phi, nhưng đã trở thành nạn nhân của việc săn bắn trái phép bởi thịt và da của chúng rất có giá trị. Theo tài liệu ghi chép, ngựa Kaga hoang dã cuối cùng có thể đã bị bắn vào những năm cuối của thập niên 1870, và con cuối cùng chết trong điều kiện nuôi nhốt vào ngày 12 tháng 8 năm 1883 tại vườn thú Artis Magistra ở Amsterdam, Hà Lan. Một trong những đặc điểm đặc biệt ở ngựa Kaga, chúng là loài động vật tuyệt chủng đầu tiên mà các nhà khoa học có DNA để nghiên cứu. Những nghiên cứu di truyền cho biết ngựa Kaga không phải là một loài riêng biệt, mà chúng là một loài tách ra từ giống ngựa vằn đồng bằng. 2. Hổ Tasmania. Hổ Tasmania được biết đến là loài ăn thịt có túi lớn nhất thời hiện đại, phân bố chủ yếu ở Australia và Papua New Guinea từ 2.000 năm trước. Chúng còn có tên gọi khác là chó sói Tasmania vì có ngoại hình khá giống chó sói. Chúng là một loài săn mồi với hàm răng rất khỏe. Một cú ngoạm của nó mạnh gấp 3 lần so với một con chó có cùng kích thước. Hổ Tasmania bị săn bắn đến gần như tuyệt chủng khi người châu Âu đến định cư tại những hòn đảo ở Nam lục địa Australia. Vào những năm 1800, những người nông dân đã buộc tội hổ Tasmania tấn công cừu của họ nên dùng nhiều biện pháp khác nhau để tiêu diệt. Nguyên nhân khiến chúng tuyệt chủng trực tiếp là do việc di cư của con người. Những người châu Âu khi di cư sang Úc sinh sống, trồng trọt và chăn nuôi trên chính lãnh thổ của loài này. Không những thế, họ còn coi hổ Tasmania là thủ phạm tấn công đàn cừu của mình nên dùng nhiều biện pháp khác nhau để tiêu diệt. Sau 70 năm với mức độ tàn sát không ngừng, loài hổ Tasmania gần như hoàn toàn biến mất. Con hổ Tasmania cuối cùng đã chút hơi thở cuối trong một vườn thú ở Tasmania vào năm 1936. 3. Hiêu Island. Hiêu Island là loài hiêu lớn nhất từng sinh sống trên trái đất với chiều cao 2,1 mét. Và điều đặc biệt là chúng sở hữu bộ gạc khổng lồ, dài hơn 3 mét, nặng 40 kg. Hiêu Island từng sinh sống chủ yếu ở vùng phía đông của hồ Baikal cho đến khi tuyệt chủng vào 7.700 năm trước. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự tuyệt chủng của Hiêu Island được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu. Họ cho rằng chính bộ gạc khổng lồ đã khiến con đực mất tầm quan sát và hạn chế sự di chuyển khi vào rừng. Một giả thuyết khác dẫn đến sự tuyệt chủng được đưa ra đó là loài này đã bị con người săn bắn quá mức nhằm lấy những bộ gạc và da. 4. Bò rừng Auroch. Bò rừng Auroch là một trong những loài động vật tuyệt chủng nổi tiếng của châu Âu và là loài gia súc lớn nhất với chiều cao lên đến 2 mét. Loài này có nguồn gốc từ Ấn Độ khoảng 2 triệu năm trước, sau đó du nhập vào Trung Đông, châu Á và châu Âu khoảng 250.000 năm trước. Các quý tộc và hoàng gia thời xưa thích thú khi săn bắn loài này nên số lượng loài nhanh chóng sụt giảm. Con bò rừng cuối cùng đã chết vào năm 1627 ở Ba Lan. Phần xương sọ của nó được quân đội Thụy Điển quản lý và là tài sản quý giá của thành phố Stockholm. 5. Chim Dodo. Chim Dodo là một loài chim không bay được, sống chủ yếu ở vùng Mauritius, Ấn Độ Dương và được xem là họ hàng của loài bồ câu ngày nay. Chim Dodo bắt đầu tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 17. Loài này được xem là một ví dụ tiêu biểu cho sự tuyệt chủng liên quan trực tiếp đến các hoạt động của con người và được ghi lại qua những tư liệu lịch sử. Nguyên nhân của sự tuyệt chủng của chim Dodo chủ yếu là do săn bắn quá mức từ những thủy thủ đi qua khu vực này dùng làm thức ăn dài ngày cho các chuyến đi biển. 6. Hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm là một trong những loài săn mồi hung tợn nhất trái đất vào thời kỳ băng hà, cách đây từ 3 triệu đến 10.000 năm trước ở châu Mỹ. Sở hữu cặp răng nanh dài đến 25 cm cùng những móng vuốt sắc nhọn, hổ răng kiếm là nỗi lo sợ đối với nhiều loài động vật sống trong thời kỳ này. Hổ răng kiếm bắt đầu đánh dấu thời kỳ tuyệt chủng vào khoảng năm 10.000 trước công nguyên. Hiện nay,
có nhiều giả thuyết được các nhà khoa học đưa ra về nguyên nhân tuyệt chủng của loài hổ răng kiếm. Một bộ phận các nhà khoa học cho rằng sự vươn lên của loài người tiền sử là nguyên nhân chính. Bên cạnh đó, việc chấm dứt kỷ băng hà đã thu hẹp môi trường sống, làm thay đổi thảm thực vật và đẩy loài hổ răng kiếm vào bờ vực tuyệt chủng. Trên đây là những loài động vật kỳ lạ đã bị tuyệt chủng. Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!